dùng để bồi bổ sức khỏe rất là hiệu quả. Người Trung Quốc ấy thì họ thường dùng loại lan kim tuyến này là để làm gì? Họ sẽ dùng để nấu canh. Anh chị thì ngày hôm nay em đóng một cái đơn lan kim tuyến này, thì một trong số những loại thảo dược mà được ví như nó gọi là nhân sâm lá, một loại mà em đóng cái đơn này mấy chục cân hàng, thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục quay và nói về cái tác dụng và cái cách dùng của lan kim tuyến, và vẫn để cho mọi người biết là em vẫn đang bán lan kim tuyến và có những cái thảo dược rất là quý đó. Đầu tiên ấy, thì lan kim tuyến này là một trong số những loại mà dùng đặc biệt tốt cho các bệnh nhân về bệnh tiểu đường và hỗ trợ điều trị các cái thể chứng thể ung thư phổi và ung thư gan rất là hiệu quả. Và lan kim tuyến này là một trong số những loại mà như sâm lá ăn dùng để bồi bổ sức khỏe rất là hiệu quả. Người Trung Quốc ấy thì họ thường dùng loại lan kim tuyến này là để làm gì? Họ sẽ dùng để nấu canh ăn hoặc là người ta sẽ ăn lẩu. Nhưng nói chung là nếu mà nhắc đến loại để mà ăn lẩu ấy thì thật sự là cái giá thành của nó rất là cao, bởi vì nó đến triệu mấy một cân đó. Cái hàng này này thì nó em ấy thì đóng đi để cho một cái chị khách này, chị thấy khô để người ta dùng dần, vì là chị sợ là không mua được nữa, thì em vẫn động viên chị là mua vừa thôi, nhưng mà chị vẫn bảo là chị phải mua rất là nhiều để chị cất đi, bởi vì sợ là sau này nó hết. Cái hàng này này thì nó cái lá lan kim tuyến ấy thì nó có một cái đặc điểm là khi mà có nước vào thì nó sẽ lấp lánh. Cái phía mặt trên này nó sẽ có gân tím và màu xanh, dưới là nó sẽ tím phớt xanh đỏ đỏ, và trên thân cây là nó trông giống như kiểu là cây rau. Hàng này thì nói chung là đây là gọi là lan xanh này, em còn có một cái loại lan đỏ thì nó rất là đẹp đó, nhưng mà hôm nay thì em không quay lan đỏ, em quay chủ yếu nó là lan xanh hết. Cái loại này ấy, thì để mà để thường dùng ấy, thì mọi người sẽ có hai cách dùng chủ yếu, đó là một là ăn trực tiếp, đó là đem về nhà rửa sạch, sau đó là hút chân không từng cái gói nhỏ khoảng tầm 10-15 cây, sau 5 hoặc đến 7 cây cũng được, hoặc là mọi người cất chia từng túi đóng bằng ngăn đá, mọi người có thể nấu canh ăn dần, nấu canh thì băm ăn dần, hoặc là mọi người có thể phơi khô ham trà uống, hoặc là dùng luôn loại cây khô để ninh ra nước, sau đó là hầm mấy canh ăn cũng rất là hiệu quả tốt. Dùng hỗ trợ và điều trị ung thư và đặc biệt là giải độc gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc rất là hay nhá. Còn đâu một số cái chứng thể mà như kiểu là viêm gan này hay là viêm gan siêu vi B các thứ là dùng loại này cũng rất là hiệu quả. Một số bệnh nhân ung thư phổi ấy, là có rất là nhiều người mua loại này về dùng, và ung thư vú là đặc biệt là dùng lan kim tuyến này là nó có tiến triển về bệnh tật, là nó rất là tốt về vấn đề chiều hướng thuyên giảm bệnh. Đó, còn đâu ấy nếu để mà hàng này thì cũng rất là nhiều chú nhiều bác hay mua lan kim tuyến về để ngâm rượu, nhưng mà em khuyên chân thành mọi người là lan kim tuyến ngâm rượu uống nó sẽ không được ngon, bởi vì lan kim tuyến này dùng là để ăn và nó rất là hay ở cái chỗ đấy, đặc biệt là dùng ham trà với táo đỏ thì tự uống thì rất là mát và rất là ngon nhé, dễ uống. Em thì cũng hay uống cái loại này lắm đó, mỗi lần ấy mà mệt mỏi đi xa về hay là đi đâu về, hoặc là mỗi lần đi làm mệt mỏi về thì dùng lan kim tuyến này cảm giác nó rất là hiệu quả đó. Như cái lô lan này của em thì nó là mấy chục cân, thì hôm nay em đóng đây, nó tay vẫn còn rất là bẩn đó, thì hôm nay đóng đi thì tiện đây vẫn là cứ phải quay cho mọi người xem về một cái loại thảo dược đặc biệt quý của Việt Nam đó. Cái loại này này thì như Việt Nam ấy thì cũng đang làm nuôi cái mô được, nhưng mà để đem ra môi trường trồng thì nó vẫn đang chưa thích nghi được, hầu như là nó phải trồng rồi. Và làm nó phát triển chủ yếu ở những cái nơi mà ẩm ướt cạnh bờ suối và đặc biệt là thiếu ánh sáng, thì cây lan nó ấy như cái loại này này là phải gom, mua gom thì nó mới được, mới có nhiều, chứ không phải là lúc nào cũng có sẵn đó. Như này là phải gom mất mấy lần thì mấy ủ đó, một lô lan kim tuyến rất là nhiều và đẹp đó. Thì cái video này thì mọi người cứ muốn mua lan kim tuyến thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368 950 859, hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy luôn, hoặc mọi người gọi cho em số 0941 632 236. Em sẽ cho mọi người biết cái giá tốt nhất của hai loại lan xanh và lan đỏ để cho mọi người cùng mua, cùng dùng, cùng biết và mọi người hỗ trợ điều trị các cái thể bệnh mà mọi người đang có yêu cầu.
Đó, rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Thì chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau ạ.